Xuất khẩu cá tra đặt mục tiêu mang về 2 tỷ USD trong năm 2024. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, năm 2024, ngành cá tra đặt mục tiêu phấn đấu có diện tích thả nuôi cá tra đạt 5.700 ha, sản lượng cá tra thương phẩm đạt khoảng 1,7 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2 tỷ USD. Về tình hình xuất khẩu cá tra năm vừa qua, theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường năm 2023 về đạt hơn 1,8 tỷ USD. Giảm 25% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường tháng 12 năm 2023 đạt hơn 158 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp giá trị xuất khẩu cá tra ghi nhận tăng trong năm 2023 đầy khó khăn. Trung Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nhiều cá tra nhất từ Việt Nam trong năm 2023. Cụ thể, năm 2023, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt gần 573 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường này đã tăng nhập khẩu các sản phẩm cá tra từ tháng 9 năm 2023 và liên tiếp ghi nhận tăng trưởng dương trong 2 tháng sau đó. Tuy nhiên, tháng 12 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc giảm nhẹ 2% khiến tổng xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Theo thống kê của Seafood Guide, 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 154.000 tấn cá tra, giảm 35% so với cùng kỳ. Nhiều đại lý tại quốc gia này đang bắt đầu tích trữ và nhập khẩu thêm các sản phẩm cá tra để đáp ứng nhu cầu trước Tết Nguyên đán 2024. Tháng 12 năm 2023, xuất khẩu cá tra sang Mỹ lần đầu ghi nhận tăng trưởng dương 21% so với cùng kỳ năm 2022 sau 11 tháng sụt giảm liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong tháng cuối năm 2023 đạt gần 20 triệu USD, giảm 15% so với tháng trước đó và chỉ cao hơn tháng 1, 2 và tháng 7 năm 2023 là các tháng ghi nhận sụt giảm sâu từ 43% đến 81%. Năm 2023, khối thị trường CPTPP nhập khẩu từ Việt Nam gần 249 triệu USD cá tra, giảm 24% so với năm 2022. CPTPP cũng là thị trường chứng kiến sụt giảm sâu về nhập khẩu cá tra trong năm 2023. Tuy nhiên, tín hiệu tăng trưởng đã quay trở lại trong quý cuối năm 2023. Tháng 12 năm 2023, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Sau 5 năm, Hiệp định CPTPP đã mở thêm nhiều cơ hội cho con cá tra Việt Nam đến gần hơn với từng bữa ăn của người tiêu dùng tại khối thị trường này. Năm 2023, xuất khẩu cá tra vào 4 thị trường chính giảm đáng kể. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong đó có cá tra phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như kinh tế suy thoái, người dân các nước phát triển hạn chế chi tiêu, tồn kho lớn và lạm phát toàn cầu. Tuy vậy, với sự điều hành linh hoạt của chính phủ và nỗ lực của toàn ngành, các sản phẩm cá tra Việt Nam tiếp tục chinh phục thị trường 146 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài mặt hàng chủ lực là cá tra phi lê, các sản phẩm phụ, bong bóng cá tra phơi khô, chả, cá tra ướp thì là được thị trường Mỹ, Trung Quốc, Malaysia, Singapore ưa chuộng. Năm 2024, ngành cá tra đặt mục tiêu phấn đấu, diện tích thả nuôi cá tra đạt 5.700 ha. Sản lượng cá tra thương phẩm đạt khoảng 1,7 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, toàn ngành cần tập trung hơn nữa cho việc xây dựng thương hiệu mạnh, chiến dịch tiếp thị nhằm tăng cường sự hiện diện, uy tín của cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm cá tra thông qua triển lãm, hội chợ quốc tế, xây dựng mạng lưới đối tác và khách hàng trong, ngoài nước,